Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lứng, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa tất cả pháp môn tam ma địa, nên lìa mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng.